Dì tôi bị bỏ bùa yêu, tác giả Hà Lan, phần 2. Dung ơi, bên này. Tôi nhìn theo nơi phát ra âm thanh gọi của Quang. Bạn ấy đang ngồi lọt thỏm trong một cái khe ở bể nước bên hông nhà thờ họ Đặng. Lò dò tới gần, Quang kéo mạnh cánh tay tôi, chui vào cùng trong đó. Đang định hỏi rất nhiều điều thì Quang liền đưa tay lên miệng xuýt khẽ. Tôi đành nín thinh, nhìn ra phía bên ngoài khi có một tiếng cạch cạch của những cành khô bị dẫm lên. Một người đàn ông cao lớn, chân đi cài nhắc, tiến gần tới chỗ cây khế. Ông ta nhìn ngó xung quanh một hồi, không thấy ai, liền rút trong túi quần ra một bó hương và một hộp diêm. Một lát sau, mùi hương bay nghi ngút khắp khu vườn bởi một nắm hương lớn mà người đàn ông đó cắm vào gốc khế. Miệng ông ta đọc lẩm nhẩm một điều gì đó rồi vái ba lạy liền đi mất. Chỉ còn lại tôi và Quang ngồi lại đó. Phải tới 5 phút sau, người đàn ông đó không quay lại. Tôi và Quang mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tôi định hỏi Quang tại sao lại có mặt ở đây lúc nửa đêm thế này, thì phía bên ngoài đường tiếng mẹ tôi vọng tới. Dung ơi, con đang ở đâu? Tôi vừa quay mặt về phía tiếng mẹ gọi, quay lại đã không thấy Quang đâu nữa. Một tiếng lẹt xẹt của đám cây gần đó mới biết Quang đã chui qua đó để về trước nhà thờ họ. Con trong này. Mẹ chạy tới, ngó xung quanh và kéo tôi ra khỏi đó bằng con đường nhỏ, đi tắt vào sau vườn của nhà thờ họ. Vừa đi mẹ vừa mắng tôi, tại sao lại vào trong này nửa đêm cơ chứ. Tôi cũng bảo mẹ là tôi ngủ mơ, lúc thức dậy thì đã thấy mình nằm ngay cạnh gốc khế. Vừa về tới nhà, mẹ liền bật điện, kéo tôi tới bộ trường kỷ màu nâu sẫm ở giữa nhà, rồi rút ba nén nhang ra thắp hương khấn vái. Mùi hương quyện đầy trong phòng mà mẹ không hề mở cửa. Mẹ cầm tay tôi nói bằng một giọng nghe vô cùng sợ hãi. Đó là câu chuyện sự mất tích bí ẩn của dì Hòa 3 năm trước. Một câu chuyện khiến cho xóm làng bàn tán xôn xao một thời gian dài không ngớt. Tại vùng quê nên mọi người thường xuyên sang nhà nhau trò chuyện những khi tháng 3 ngày 8 rỗi rãi. Dì Hòa xuất khẩu lao động ở Nga, dì làm về ngành điện tử, điện lạnh. Sau khi về nước, dì xin vào làm việc tại một công ty sản xuất phụ tùng lắp ráp ô tô của Đài Loan, cách nhà gần 20 km. Vì sống ở xứ lạnh lâu ngày, da của dì vô cùng trắng và mịn màng, không giống mấy người ở thôn quê. Dì rất hiền, đặc biệt có 2 lúm đồng tiền khá sâu. Mỗi lần cười, má lúm cùng chiếc răng khểnh khiến nhiều người mê dì lắm. Mới vào công ty được một thời gian ngắn, ông chủ Đài Loan đã mê dì như điếu đổ. Ông ta 40 tuổi, đã có vợ con. Dì thì mới 23 tuổi, đang ở độ tuổi xuân thì nét đẹp của người phụ nữ Á Đông. Ngày còn bé, tối nào tôi cũng thấy dì và rất nhiều chàng thanh niên đến đứng đầu ngõ. Bọn họ tán dì không được, nên cũng không cho ai lui tới. Vì vậy, một năm sau khi về nước, xinh đẹp là thế mà không có lấy một mảnh tình vắt vai. Đứng đầu trong đám thanh niên đó chính là chú Thành, ở xóm bên, cũng là chú họ gần nhà bên bố tôi. Chú Thành nhà chỉ có 2 chị em, chú ấy cao ráo, nước da sạm nắng vì thường xuyên trầy trật với các công trình dựng tại quê. Vì là con trai độc đinh, bố mẹ lại già yếu nên chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều một tay chú quán xuyến hết. Bà Đông thường khen chú Thành tốt tính, đáng là một đấng nam nhi cho các chị em dựa dẫm. Đúng là khá nhiều người muốn được chú rước, nhưng dì Hoa lại không thích. Có lẽ duyên số do ông trời sắp đặt, không thể cưỡng cầu. Một phần cũng do dì đi nước ngoài, cuộc sống hoàn toàn khác so với vùng nông thôn này, nên dì không cam tâm chấp nhận một gã nông thôn nhếch nhác như chú Thành. Tối nọ, dì ra cổng, nơi chú Thành cùng mấy thanh niên cùng xóm đang trêu đùa với nhau. Dì lạnh nhạt gọi, anh Thành này, anh vào tôi nhờ chút việc. Mấy gã bạn chú, người thì đập vai, người thì đũng mông chú cười nói, kìa, người ta nhờ việc gì kìa, vào đi. Chú Thành tuy gan lì, mạnh mẽ, nhưng đứng trước dì Hòa, chú lại ngượng ngùng gãi tai, đưa đôi mắt lấm lét hỏi, Hòa có chuyện gì nhờ tôi à? Anh cứ vào đây khắc biết. Vậy là chú Thành theo gót dì Hoa vào bên trong. Đi phía sau dì, mái tóc đen dài suôn ngang hông,
đang đung đưa theo từng nhịp bước chân của dì, càng khiến chú Thành yêu thêm yêu. Tới bộ bàn ghế đá ở góc sân, dì ngồi xuống và đưa ánh mắt ra hiệu cho chú Thành ngồi đối diện dì. Chú Thành ngần ngừ một hồi mới ngại ngùng ngồi xuống. Dì lịch sự rót một chén chè đỏ quạch rồi đặt trước mặt chú. Anh uống nước. Chú Thành không mảy may suy nghĩ, liền đưa chén nước lên miệng uống một hơi hết liền. Trong ánh sáng mập mờ từ trong nhà hắt ra, vẫn nhìn thấy chú nhăn mặt lại vì nước quá nóng. Bất ngờ dì Hòa cười mỉm vì sự ngây ngô của người đàn ông ở vùng nông thôn này. Chú Thành đưa nụ cười méo mó nhìn lại dì, nóng bỏng lưỡi đến mấy, chú vẫn giữ hình tượng, không dám thè lưỡi ra mà thở một hơi cho bớt nóng trong miệng. Sau khi đã bớt bỏng một chút, chú Thành hỏi dì Hòa, em có chuyện gì cần anh giúp, anh sẽ cố gắng hết sức mình, không ngại khó, ngại khổ, miễn là giúp được em. Chú Thành là người nông thôn chất phác nên không biết nói những lời hoa mỹ như những người thành phố. Nhưng nó xuất phát từ trái tim, từ những gì chú nghĩ. Dì Hòa không cần nói, cầm chén nước lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Dì ngẩng mặt nhìn chú nói, anh Thành, anh nghĩ thế nào về em? Chú Thành bị hỏi quá thẳng thắn, liền ấp úng. Bởi bản thân không hiểu sao, đứng trước dì Hòa là mất thể diện, cứ như con chó vẫy đuôi bên cạnh dì vậy. Tôi... Trước sự ấp úng không nói thành lời của chú Thành, dì Hòa liền gợi chuyện cho chú thêm mạnh dạn, thành thật với bản thân hơn. Anh đâu phải là người thế này, anh cứ nói hết những điều anh nghĩ, tôi đang nghe. Lúc này chú Thành mới nuốt ực một ngụm nước miếng xuống cuống họng, yết hầu di chuyển liền mấy cái. Chú mới thực sự bắt đầu. Anh rất thích em. Chỉ là thích thôi sao? Chú Thành bất ngờ trước câu hỏi của dì. Bởi với trí nhớ của chú, Hòa là một người nho nhã, mềm mại, thường hay khóc nhè mỗi khi bị ai đó trêu đùa. Giờ đây, sau mấy năm đi nước ngoài về, Hòa lại có thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác như vậy. Cũng đúng, giờ anh và cô cũng đã trở thành người lớn rồi. Đâu còn là những đứa trẻ con, chơi khăn, đánh đáo. Còn Hòa thì chơi ô ăn quan và đánh chuyền nữa. Đôi mắt chú Thành lại trân trân nhìn vào đôi mắt đầy cương nghị và lạnh lùng của dì Hòa, ấp úng nói tiếp. Anh không biết phải nói sao nữa. Anh chỉ là người nhà quê, không biết nói những lời hoa mỹ yêu đương. Chỉ biết bản thân luôn muốn gặp Hòa, muốn được Hòa gật đầu. Anh sẽ cho mẹ sang hỏi. Khoan. Dì Hòa giơ cánh tay ra phía trước, ra hiệu chú Thành dừng lại, không nói thêm nữa. Chú Thành cũng vì thế im bặt. Dì lại nói tiếp. Anh Thành, với anh, em muốn mình là một người thẳng thắn. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm, chơi chung từ nhỏ. Em không thích anh. Nghe mấy lời này của dì Hòa, chú Thành mắt trùng xuống. Nó hệt như một mũi dao xuyên vào trái tim đang phập phồng lo sợ sự từ chối của cô ấy. Anh hơi đau đầu, để lúc khác mình nói chuyện này tiếp được không? Chú Thành quay đi vội vàng. Mọi thứ trên người chú đều thấy thừa thải, vướng víu, nên bất chợt nó luống cuống mà va đập mấy lần vào bàn ghế. Dì Hòa vẫn nói theo với một giọng đầy lạnh lùng. Mong anh đừng thế này nữa, dù gì tôi cũng không thích anh đâu. Ánh sáng đủ để soi con đường chú đi, nhưng trái tim đã che mờ đôi mắt. Chú liên tục suýt vấp ngã mấy lần. Hội bạn đứng ngoài cổng chờ đợi tin vui liền trêu đùa chú. Sao rồi, sắp cho bọn tao ăn cỗ chưa? Chú gạt mạnh cánh tay chạy nhanh thoát khỏi đám đông vừa rồi. Đám bạn thấy lạ đuổi theo gọi với từ đằng sau. Thành, mày sao thế? Có chuyện gì à? Chúng mày đừng đi theo tao nữa. Đám bạn nghe tới đây biết Thành đã bị Hòa từ chối nên không đuổi theo nữa. Họ muốn thằng bạn được ở một mình. Chắc chỉ qua vài ngày là nó quên ngay thôi. Chú Thành đôi mắt đầy u uất, trầm luân, đờ đẫn, ngã vào bức tường gạch phủ đầy rêu phong. Một mình nhìn lên bầu trời, thấy ánh trăng đã bị màn mây che khuất, sự u ám càng dâng lên, trái tim như bị bóp đến nghẹt thở. Chú ngồi sụp xuống đường, hai tay chống lên trán. Hòa, anh không can tâm, anh không can tâm. Chú vùi mặt vào lòng bàn tay, nhắc đi nhắc lại từ không can tâm. Có lẽ,
bản thân chú vẫn chưa chịu buông bỏ. Thành, sao con ngồi đây? Mẹ chú Thành ra cổng, nhìn thấy con trai đờ đẫn ngoài cổng liền không an tâm hỏi, kéo chú đứng dậy. Cơ thể chú không còn bất cứ phản ứng nào nữa. Ba Tâm, mẹ chú Thành kéo mãi chú mới đứng dậy theo bà đi về, từng bước đi lê lết trên nền đất. Sau khi hỏi thằng Thịnh, thường đi theo Thành mới biết con trai bị dì Hoa từ chối. Bà liền vào giường chỗ con trai đang nằm vật vã nói, mày hèn thế con, không có đứa này còn đầy đứa khác, gái đầy sợ gì không lấy được vợ. Chú Thành ngoảnh mặt ra phía mẹ, giọng đầy uất ức, nhưng con chỉ yêu cô ấy, con thích cô ấy từ khi bọn con cùng nhau đạp xe mỗi ngày đến trường. Chú Thành hồi còn đi học, ngày nào cũng chờ dì đầu ngõ, thấy dì ra là chú liền giả bộ vừa mới đi tới, chỉ để cùng nhau đến trường. Vậy mà dì lúc nào cũng chỉ coi chú là một người anh cùng xóm, chưa bao giờ có ý khác với chú. Bà Tâm ngồi xuống mép giường, trỏ vào trán thằng con. Tình yêu từ cái thời con nít, ai tính? Có đứa khác mày chả quên nó luôn. Chú Thành ngồi bật dậy, xỏ dép đi ra ngoài. Chú không muốn nghe những lời này của mẹ. Chú và Hoa đã là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm đâu nói phải quên là quên. Lại là hàng xóm, suốt ngày gặp nhau, nó chỉ có thêm chứ không bớt. Mày đi đâu? Bà Tầm quát lớn khi thấy thằng con trai thất thểu ra ngoài. Con sẽ không lấy ai ngoài Hòa, kệ mẹ, muốn nói gì nói, con cũng không muốn quên cô ấy. Chú Thành gắt lên rồi đi thẳng. Bà Tầm biết con trai bà từ nhỏ đã cứng đầu. Nó mà nói một, không ai dám nói hai, nên không dám khuyên can thêm. Nhìn theo con trai, bà Tầm vuốt mặt chán nản. Vậy là cả đêm chú Thành không về, chú đi nhậu quên sầu cùng đám bạn. Tính chú ấy như vậy, khá nóng nảy hệt như tính bà Tầm. Nhưng được cái chịu khó làm ăn, đôi khi cũng liều lĩnh trong công việc, nên chú kiếm cũng được kha khá. Hội bạn bè theo chú ấy, giờ đứa nào cũng khấm khá, có của ăn của để, nên họ phục chú lắm. Nghe chú thất tình, muốn nhậu là ủng hộ liền. Nhậu tới sáng mới về, cứ tưởng như vậy sẽ bớt u sầu. Nào ngờ vừa về tới cổng đã gặp dì Hòa đi từ nhà ra. Dì thường đi làm từ 6 giờ sáng cho kịp 7 rưỡi có mặt ở công ty. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau có phần gượng gạo. Chú Thành đầu tóc rối bù xù, quần áo nhớt nhát, cái cài cái không, bị dì Hòa phát hiện hệt như Chí Phèo khi đi ăn vạ Bá Kiến. Chú Thành gật đầu chào dì một cái, lấy tay vuốt mái tóc xuống cho phẳng phiu. Chào anh. Dì Hòa gật đầu chào rồi lên xe phóng nhanh. Dì không muốn gặp người đàn ông này, sợ gặp anh ấy nhiều lại xin lòng với dì. Chú Thành mặt lại buồn rười, nhìn theo bóng dáng người con gái mà chú yêu thương dần xa tầm mắt, cũng xa tầm với của mình. Bất giác chú thở dài thường thượt rồi vào nhà. Những ngày sau đó, chú giao quản lý các công trình cho thằng Thịnh, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ làm sao để có thể lấy được dì. Hôm ngày chủ nhật, dì Hòa được nghỉ ở nhà, chú sáng sớm đã mặc đẹp ra cổng. Cả hai nhà chỉ cách nhau có 500 mét, vậy mà chú Thành cảm thấy nó dài 3-4 cây số vậy. Từ bên cổng nhà ngó sang nhà dì, cánh cổng gỗ đóng im ỉm, chỉ nghe tiếng lợn gà đòi ăn bên nhà dì vang lên inh ỏi. Sau vài phút chờ đợi, chú thấy bà Đông ra mở cổng, rồi lấy bát cơm nguội còn thừa hôm trước cho gà ăn. Túc túc túc, đám gà ríu rít dưới chân bà, còn cậu Đông cũng mang cám tới cho lợn ăn. Đám lợn nuôi theo kiểu mới, chỉ ăn cám nguyên hạt, không phải nấu nướng như trước. Bà Đông nhìn ra, thấy chú đang lấp ló sau bụi râm bụt trước cửa nhà liền gọi. Thằng Thành đấy à, mày sáng sớm ra đứng đó làm gì? Dạ, con đang hái mấy bông hoa về cắm lọ. Nghe cái giọng ấp úng cùng câu trả lời lấp liếm của Thành, bà Đông hiểu ý, liền cười vẫy vào. Vào đây, ngồi uống nước đã cháu. Chú Thành ngập ngừng hồi lâu mới chịu vào. Chú nhìn khắp xung quanh sân, cả trong nhà mà không thấy dì Hòa. Tiều Nghĩu ngồi ở bàn ghế đá trước sân, nhưng không dám ngồi chỗ cũ tối hôm trước. Chú sợ vận đen đuổi sẽ lặp lại, ngồi xuống đứng lên. Lần này chú ngồi ở ngay chỗ dì Hòa ngồi hôm trước. Làm gì mà đứng ngồi không yên thế? Bà Đông đặt bát cơm nguội ở thành giếng,
hai tay phủi vào nhau, vừa nói vừa bước tới bên chỗ Thành. Dạ, không có gì ạ. Chú Thành giả vờ chối. Bà Đông ngồi đối diện chú, rót từ cái phích nước bên cạnh bàn, trà vào ấm trà mời chú uống. Cậu ăn sáng chưa? Chưa ăn gì, sợ uống nước chè sẽ cồn ruột. Cháu ăn rồi ạ. Nói vậy chứ thực ra chú đã ăn gì đâu. Tay bê chén nước lên, nhấp một ngụm cho ấm bụng. Bà Đông thì làm một ngụm lớn, súc miệng ọng ọc rồi phun ra đám ngải cứu ngay cạnh vườn. Thường buổi sáng bà hay súc miệng bằng một chén chè để sạch răng. Đây là thói quen từ xưa khi chưa có kem đánh răng. Bộ răng bà nhuộm đen nhánh, mỗi khi cười lại hở ra hàm răng như những hạt đỗ đen trong miệng. Cậu tới tìm con Hòa đúng không? Nó được ngày nghỉ nên ngủ nướng muộn lắm. May là nó làm công ty, chứ làm ruộng như chúng tôi trước đây thì có mà ăn cám. Cô đừng trách Hòa, cả tuần cô ấy làm xa cũng vất vả nhiều, được ngày nghỉ cũng có làm gì đâu, ngủ muộn giữ sức khỏe cũng tốt mà. Nghe Thành nói, bà Đông gật đầu cười hòa nhã, trong bụng nghĩ, con gái mình mà lấy được thằng này thì số hưởng cả đời. Vừa chăm chỉ làm lụng, biết kiếm tiền, lại nghĩ được cho vợ con thế này, có khó mà kiếm nổi ở cái xã làng này. Thôi cậu ngồi đây, cô vào gọi nó dậy. Dậy còn ăn sáng ăn siết chứ. Cô cứ kệ Hòa, cháu ngồi chơi chút rồi về. Mặc cho anh Thành ngăn cản, bà Đông vẫn cố vào trong vực con gái dậy. Dì Hòa khó chịu, miễn cưỡng đi ra. Vừa tới sân, dì Hòa nhăn mặt chào chú Thành. Anh làm gì mà tới nhà tôi sớm vậy? Chẳng phải hôm trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi đó sao? Anh không hiểu à? Tôi... Hòa đừng nghĩ vậy. Dù gì chúng ta cũng là xóm làng, qua lại là chuyện bình thường. Tôi thế này không có ý gì khác đâu. Dì Hòa biết thừa anh nói vậy để lấy cớ tiếp cận cô. Chứ như vậy, ai chả thấy anh ta có ý hay không có ý với dì kia chứ. Vậy hàng xóm cứ ngồi chơi, tôi bận chút việc khác ạ. Dì quay mặt đi, không kịp để cho chú Thành nói thêm lời nào. Trong bộ quần áo được đóng thùng cẩn thận, chiếc áo xịn sò gần triệu bạc hôm trước thằng Thịnh tặng sinh nhật, giờ mới có dịp mang ra mặt, vậy mà Hòa không thèm liếc tới một cái. Chú Thành vẫn không chịu về. Các cụ có câu, đẹp trai không bằng trai mặt. Chú mong rằng nước chảy đá mềm, đến một lúc nào đó cô ấy sẽ quay lại nhìn chú là một lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, ngày nào chú cũng ghé qua nhà dì một vài lần, sáng nào cũng ra cổng để gặp dì trước khi đi làm. Có lẽ chiến lược của mấy ngày vắt tráng suy nghĩ là gặp nhiều, thường xuyên, dì sẽ thành thói quen, dần chấp nhận sự có mặt của chú. Thực ra đây cũng là chiêu trò do thằng Thịnh mách nước. Thay vì thấy quen với sự có mặt của chú, thì dì Hòa lại cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền mỗi ngày. Đã không thích ai, càng tới gần dì càng ghét bỏ. Mẹ, con đi làm xa quá, mỗi sáng tối đều phải đi xe máy cách nhà tới 20 km. Con muốn thuê trọ ở gần công ty cho tiện, cuối tuần con lại về thăm nhà. Con đi lên đó là muốn trốn thằng Thành à? Bà Đông đưa mắt nhìn về phía nhà Thành hỏi dì. Dì cũng không muốn chối, liền gật đầu. Bà Đông thở dài, con gái bà lại không biết hử, sau này sẽ ra sao. Dù gì nó không thích thằng đó thì cũng đành vậy. Thế là ngay cuối tuần đó, dì dọn đồ lên thành phố ở. Chú Thành nghe tin như sét đánh ngang tai. Không ngờ dì lại quả quyết, tuyệt tình đến thế. Hòa, em đâu cần phải làm vậy. Anh sẽ không làm phiền em là được chứ gì. Chú Thành lôi kéo dì Hòa trước cổng khi thấy dì đang xách vali. Hôm nay còn có một người đàn ông lạ mặt tới giúp dì chuyển nữa. Ông ta không phải là người Việt Nam, dáng người khỏe khoắn, nhưng nhìn sang chảnh và điều quan trọng là hắn đi ô tô. Đây là ai vậy Hòa? Nhìn ông ta không được đàng hoàng cho lắm. Chú Thành đưa ánh mắt kỳ thị ném về phía người đàn ông đó. Dì Hòa nhăn mặt khi thấy chú Thành có những biểu hiện vô cùng khó chịu như vậy. Anh nói vậy là có ý gì? Anh ấy là lái xe của sếp em. Sao sếp em lại cho xe về đón em? Chú Thành có phần khó hiểu, nhưng trong lòng cũng có phần mơ hồ nghĩ tới những chuyện không tốt. Người sếp này của Hòa, thì hôm nay xe anh ấy rảnh nên cho em đi nhờ, không phải chứ? Thành chưa kịp can khuyên hay nói thêm điều gì thì Hòa đã lên xe.
Cánh cổng đóng sập lại trước mặt chú, hệt như khóa trái tình cảm với chú vậy. Trong lòng Thành dấy lên một điều gì đó không yên. Như vậy không phải tuyên bố chủ quyền rồi hay sao? Hắn sẽ nhân cơ hội mà tán tỉnh, chiếm lấy người mà anh yêu bao năm nay. Không khí quanh Thành ngày càng trở nên ngột ngạt. Anh không thể chịu được sự gò bó này. Thành liền quay trở về nhà, nhanh chóng gọi Thịnh sang để bàn kế. Từ đó, ngày nào hai anh em cũng đèo nhau lên thành phố, nơi phòng trọ của dì Hòa ở. Điều đó khiến dì khó chịu vô cùng. Anh đừng có làm phiền tôi thêm nữa được không? Tôi tới để bảo vệ Hòa khỏi tên đó. Hắn có vợ rồi, Hòa cũng đừng vì cái vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa. Anh nói ai? Sếp tôi á? Anh điên rồi. Tôi không hề có ý gì với anh ấy cả. Tôi lên đây chỉ là muốn tránh xa sự đeo bám như đĩa đói của anh thôi. Anh đã đủ hút máu chưa? Hút đủ rồi thì biến giùm tôi. Dì Hòa út nghẹt, bản thân thấy sợ hãi cái thứ tình yêu kia của chú Thành mang lại. Chưa bao giờ cô gặp một người mặt dày vô sĩ như vậy. Dì Hòa quầy quả đóng rầm cửa trước mặt chú Thành và thằng Thịnh. Chú rướng người tới, định gõ cửa để nói thêm, liền bị Thịnh kéo lại. Đủ rồi, chúng ta về thôi, em có cách khác cho anh. Chú Thành ngơ ngác nhìn thằng bạn hỏi, cách gì? Về đã. Từ đó, cả hai không còn đến chỗ dì Hòa nữa. Dì Hòa như chút được gánh nặng, cuộc sống đã thoải mái hơn nhiều. Cũng từ đó, dì không muốn về quê nữa. Khi không có sự đeo bám của Thành, ông chủ người Đài Loan cũng thường xuyên lui tới chỗ dì Hòa hơn. Dì biết vậy, vẫn một mực từ chối người đàn ông đó với dì. Chuyện tình cảm luôn minh bạch rõ ràng. Rồi một ngày, người ta đưa dì về nhà, gương mặt tiều tụy, hốc hác và có phần điên loạn. Một dì Hòa xinh đẹp, dịu dàng với đôi mắt đen và mái tóc dài ngang hông. Giờ đôi má hóp lại, mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại hét lên kinh hãi. Dì không còn tự chủ về hành động và lời nói của mình nữa. Chú Thành nghe thấy dì Hòa gặp chuyện, từ nhà lao sang nhà dì, trên cơ thể vẫn là bộ quần đùi áo mai ô trắng và cả đôi dép tổ ong ố vàng chưa kịp thay ra. Hòa, Hòa, em sao thế này? Dì Hòa không nhận ra chú Thành, đưa đôi mắt vô hồn nhìn chú, không nói một lời. Chú Thành quay sang hỏi bà Đông, chuyện này là sao hả cô? Bà Đông khóc hết nước mắt, giọng nói kèm tiếng rung đất đau lòng. Nào có ai biết chuyện gì? Nó hai tháng này không về, giờ biến thành bộ dạng như thế này đây. Từ khi dì bị như vậy, cậu Đông cũng tìm hết viện này tới viện khác để thăm khám cho dì. Số tiền trước đây dì đi nước ngoài về dành dụm đưa cho mẹ, cũng đem sạch ra chữa bệnh mà không có kết quả gì. Có người mách với bà Đông, hay dì bị ông chủ Đài Loan kia bỏ bùa rồi? Bởi nhiều người ở làng làm công nhân chỗ dì nói, ông ta rất thích dì mà dì một mực từ chối. Người Đài Loan, Trung Quốc lại giỏi dùng bùa ngải lắm. Nghe tới đây, bà Đông liền sai cậu Đông đưa dì lên bản mường tìm thầy giải bùa. Một người đường đường xinh đẹp thế kia, bao nhiêu người theo đuổi, giờ lại thành ra bị điên khùng. Bà sao can tâm mà lau nước mắt nhìn con như thế? Cậu Đông lại một lần nữa tìm thầy mo trên bảng giải bùa, cũng không ăn thua. Họ dùng hết cách cũng không khiến gì hết điên được. Chú Thành từ khi dì bị điên cũng thường xuyên lui tới chăm sóc. Nhìn chú vẫn thương dì nên bà Đông cũng đành gả dì cho chú. Khi nghe chú ngỏ ý muốn cưới, bà Tâm mẹ chú thì phản đối kịch liệt khi thấy chú rước một cái nợ điên khùng đó về nhà. Nghe mẹ kể, tôi gật đầu. Tôi không ngờ trong cuộc đời này còn có được một tình yêu chân thành như vậy. Chú Thành đúng là một người đàn ông tốt. Tốt cái khỉ, mẹ tôi ký đầu mắng. Bởi sau khi cưới về được một tháng thì dì đã tỉnh táo hơn. Nhưng lúc tỉnh táo ít hơn lúc điên. Mỗi khi tỉnh, dì lại chạy về nhà. Được bà Đông khuyên nhủ, dì cũng đành chấp nhận số phận. Chú Thành lúc đầu còn yêu thương dì, rồi càng ngày càng bộc lộ bản chất. Mỗi khi dì lên cơn điên loạn, chú không còn chăm sóc dì nữa, thường xuyên đánh đập dì đến thâm tím mặt mày. Bà Đông ở ngay gần cũng không chịu được mà chạy sang can ngăn. Anh Thành, lúc anh cưới nó cũng điên loạn. Anh kêu thương nó mà cưới nó về chăm sóc. Tôi tưởng anh thương nó thật lòng mới giao nó cho anh.
Sao giờ anh lại vũ phu đánh đập nó thành ra thế này cơ chứ? Anh không đáng mặt đàn ông. Biết thế trước đây tôi không gả con Hòa cho anh, để nó không phải chịu nổi út nhục thế này. Này bà kia, nó điên loạn như thế, nói không được thì phải dạy bảo chứ sao. Bà Tầm bên con trai đứng trước mặt bà Đông chắp tay ngang hông, vền mặt lên chửi bới. Bà Đông không chịu nổi mà giang tay ra trước mặt con gái ra sức bảo vệ. Các người không chứa chấp được nó thì trả lại con gái cho tôi. Bố nó năm xưa ra chiến trường vì đất nước mà hy sinh, chỉ còn cái thân già này sẽ lo cho nó sống cả đời. Ừ, bà mang nó về mà nuôi, mà phụng dưỡng. Bà Tâm chỉ thẳng tay vào mặt Hòa lúc đó đang còn quần áo tả tơi, sợ hãi, đứng nép sau phía mẹ. Bà ta còn quay sang chửi con trai. Cái đồ ngu chưa con, tao đã bảo đừng rước cái thứ bệnh tật điên khùng về nhà mày không nghe. Giờ đấy, có thấy không? Cá không ăn muối cá ương, còn cãi cha mẹ trăm đường con ngu. Bà Đông không nhịn nổi sự sỉ nhục con gái, lao vào giật tóc bà Tầm. Hai bà chiến đấu như thể hai con trâu điên, mặt đỏ tía tai, phùng mang trợn má chửi bới. Cậu Đông và chú Thành phải kéo mãi hai người mới buông nhau ra. Tóc tai bọn họ rũ rượi, hàng xóm đứng quanh ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán. Người thì bên vực bà Đông, người thì bên vực bà Tầm. Chỉ có người đau khổ nhất là dì Hòa, miệng vẫn rỉ ra một chút máu tươi khi bị chú Thành lên gối mấy cái vào mặt. Lần này bà Đông đưa dì Hòa về nhà, chú Thành không còn một chút thương tiếc nào. Qua 2 năm sống với người điên loạn, với chú thế là đã đủ lắm rồi. Tôi ngậm ngùi, những tưởng còn có tình yêu đẹp trên đời, vậy mà tình yêu rồi cũng không còn. Khi năm tháng đã bào mòn, sự chịu đựng của con người dường như cũng có giới hạn. Bố mẹ mình mới là người không tiếc mà vì mình chịu nhục cả đời. Còn ai có thể thương mình không vụ lợi như thế được chứ? Rồi sao dì mất tích vậy mẹ? Tôi khi xưa còn bé, chỉ thấy cái bề ngoài của dì, không hề hiểu được chuyện ẩn sâu bên trong cuộc sống đầy đau khổ của dì. Mẹ tặc lưỡi, thở dài một cái mới tiếp tục kể. Sau khi dì Hòa trở về nhà, lúc tỉnh thì không sao, lúc điên lại chạy sang nhà chú Thành. Chú Thành sau khi trả dì về cho bà Đông thì chỉ qua nửa năm đã lấy vợ mới. Người vợ mới lại cực kỳ đanh đá chua ngoa, thường hay trì chiết chú mỗi khi bị dì Hòa làm phiền. Vì vậy mà chú càng trở nên hung hãn hơn. Lúc đầu thì chỉ kéo về nhà trả cho bà Đông, lúc sau chú ấy lấy gậy, lấy dép đuổi thẳng về nhà, còn dụ đám con nít ném đá vào dì nữa. Từ một cô gái xinh đẹp là thế, cơ thể dì ngày càng héo mòn, gầy gò, đen nhẽm vì lang thang ngoài nắng. Mái tóc dài bồng bềnh vì bà Đông không gội được thường xuyên nên cũng bị cắt cụt như đàn ông. Nhiều khi đang cắt dì điên loạn chạy, khiến nó lởn chởn như một cái đống rơm trên đầu. Duy chỉ còn lại đôi mắt vẫn to tròn và sáng đẹp, nhưng nó hơi vô hồn mỗi khi dì lên cơn điên loạn. Cũng tại cái sự điên loạn của dì mà dẫn đến chú Thành và vợ mới thường xuyên cãi cọ. Ngay cả khi mới cưới không lâu, đỉnh điểm là lần đó, dì chạy vào phòng của vợ chồng chú, không hiểu thà lôi đầu tới một con rắn khá to. Bàn tay gầy guộc của dì bóp chặt vào đầu nó. Giờ lũng liễm trước mặt của vợ chú, cô ta hét lên sợ hãi, chạy ra khỏi nhà về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, cô ấy còn quay lại bắt mắt lên nói: anh mà không tìm cách xử lý mọi chuyện êm thấm, tôi sẽ không trở về cái nhà này nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi đã có thai, không thể cứ sống trong thấp thỏm lo âu với cái thứ điên loạn đó được. Bà mẹ chồng nghe thấy con dâu có thai lại sắp bỏ về nhà mẹ đẻ, bà máu sáu cơn. Bà Tầm lôi dì Hòa ra khỏi phòng, lấy cái đòn gánh phàn tới tấp vào người dì. Con rắn từ tay dì tuột ra, lao vào đớp vào tay bà Tầm một cái. À, Thành ơi, cứu mẹ! Chú Thành lao tới cõng mẹ chạy lên bệnh xá, chỉ còn lại dì Hòa đứng giữa sân nhìn theo ngơ ngác. May là vẫn còn kịp, con rắn đó có độc, được các y bác sĩ cho thuốc nên bà Tầm đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cũng trong đêm đó, dì Hòa mất tích, không ai thấy tung tích của dì nữa. Có người nói sau khi dì tỉnh táo lại,
không chấp nhận được con người lúc điên loạn của mình mà bỏ nhà ra đi. Cũng có người nghi ngờ việc mất tích của dì Hòa liên quan đến mẹ con bà Tâm, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhà bà Đông báo công an xã, cho người khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy con gái đâu. Những ngày tháng sau đó, cả xóm nhỏ này đều rơi vào trầm lắng yên ả. Thỉnh thoảng đêm lại nghe tiếng khóc của bà Đông vẳng giữa đêm. Nó ai oán thương tâm vô cùng. Sau đúng 49 ngày sau khi dì Hòa mất tích thì bà Tâm đột ngột bị rắn cắn giữa đêm ở nhà sau, giờ là nhà thờ họ Đặng. 12 giờ đêm, cả xóm nghe tiếng hét thất thanh của bà ấy, liền lục tục kéo nhau đến. Thì bà ấy đã chết, miệng sùi bọt trắng bên mép, mắt trợn ngược lên. Trên mặt bà Tâm đầy máu tươi do tự mình cào lên. Móng tay bà vẫn còn dính đầy da, mùi tanh nồng từ miệng bà ta phả ra, hệt như mùi máu cá. Từ đó, người ta đồn dì Hòa chắc chắn đã chết oan đâu đó và quay về để báo thù những người đã hành hạ sỉ nhục mình. 2 năm sau đó, thường xuyên có những cái chết lạ thường ở sau nhà bà Tâm, tổng cộng là 6 vụ. Vì vậy mà chú Thành cùng vợ con chuyển đi nơi khác. Rồi một tuần trước, vợ của chú ấy tự nhiên quay về, treo cổ trên cây khế sau vườn. Tôi nhìn mẹ, lúc này đã dấy lên sự sợ hãi vô cùng. Không ngờ ở đây lại xảy ra những chuyện quái gở như vậy. Nhìn ra bầu trời lúc này đã rạng sáng, đầu tôi ong ong đầy những suy nghĩ đáng sợ về mảnh vườn âm u phía sau nhà thờ họ Đặng mà mình đã mơ hồ tới đó vào giữa đêm khuya. Mẹ cầm chặt tay tôi nói, thường những người trước khi chết ở đó sẽ bị mộng du tới khu vườn nhà bà Tâm trước đây, mẹ sợ. Mẹ bỏ lửng câu, tôi biết mẹ muốn nói gì. Bản thân cũng không dám nghĩ tới kết cục mà tôi sẽ gặp phải. Mẹ đừng lo, con đi khỏi đây chắc sẽ không sao đâu. Tôi cố an ủi mẹ, song bản thân thì đang toát mồ hôi lạnh đầy tay. Mẹ đăm chiêu nhìn tôi tiếp lời, hay sáng nay con đi luôn đi, mẹ không an tâm để con ở đây thêm ngày nào nữa. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng gật đầu, quyết định đi đến nhà bác Tiến sớm hơn dự kiến. Trời đã tảng sáng, tiếng gà gáy vọng từ đống rơm nhà hàng xóm. Tôi uể oải đứng dậy về phòng. Một đêm sợ hãi cùng những điều khó tin, nó khiến tôi mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. Con về phòng ngủ đã, tầm buổi trưa mẹ gọi con dậy nhé. Thế con định mấy giờ đi? Chắc 2 giờ chiều đi ạ. Bước chân rệu rã lên từng bậc thang, tôi ngã người lên tấm chiếu gỗ. Buổi sáng sớm vô cùng mát mẻ, ánh trăng cũng đã lặn, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng, suy nghĩ về những điều mà mình vừa trải qua, vừa nghe thấy. Liệu mọi thứ là thật, hay chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, hoặc một vụ giết người liên hoàn trong cái làng quê đầy u ám này. Mãi suy nghĩ nên ngủ từ lúc nào, trong giấc mơ cứ chập chờn hình bóng điên khùng, da đen nhiễm, cùng đôi mắt đen tuyền của dì hiện lên. Giọng chửi của dì văng vẳng ngoài đầu ngõ, như cái thời còn nhỏ tôi đã từng nghe thấy. Bỗng giật mình khi dì tiến đến gần tôi gọi lớn, Dung ơi, Dung ơi. Tôi mở choàng mắt ra. Lúc dì tới gần với gương mặt đầy máu, tóc rối ren rủ xuống, che đi gần hết mặt. Dung ơi, mẹ đây. Tôi khua mạnh, gạt cánh tay mẹ, khiến mẹ ngã nhào, tay đập mạnh vào thành giường, nghe một tiếng rắc. Mơ hồ chạy tới đỡ mẹ dậy, mẹ có sao không? Mẹ ôm chặt cánh tay dường như đã bị gãy khi ngã, cơ thể đè lên. Tôi sợ hãi hô lớn một tiếng xuống dưới nhà, bố ơi, bố ơi. Tiếng gọi gấp rút làm bố tôi cũng vội vàng chạy lên, chân nện ùn ùn vào nền bậc cầu thang lên tầng 2. Có chuyện gì thế? Hình như mẹ bị gãy tay rồi bố. Bố chạy tới, bà có sao không? Đi viện thôi ông, tay tôi không cử động được nữa rồi. Bố dìu mẹ xuống nhà bắt taxi, tôi cũng lẻo đẻo theo sau. Không ngờ chỉ một cú va đập nhẹ lại khiến mẹ có thể gãy tay như vậy. Cái số đen đuổi đã tới thì làm gì cũng không tránh nổi. Nước mắt giàn giụa phụ bố đỡ mẹ, tôi thấy lo lắng, mẹ liền giảm bớt căng thẳng dỗ dành tôi. Mẹ không sao, chỉ là gãy tay thôi. Đi viện bác sĩ bó buộc là khỏi, con đừng khóc.
Bất giác mẹ chạm vào cánh tay tôi giãy nảy lên. Con bị sốt rồi. Bố lúc này mới nhìn tôi, gương mặt tiều tụy đỏ bừng lên. Bố sờ trán tôi, phát hiện tôi bị sốt rất cao. Bố giục taxi đi nhanh hơn, chở hai mẹ con tới viện. Tôi cảm giác cơ thể mình lâng lâng, khó chịu, miệng khô khốc vì mất nước. Trời trưa nắng chang chang nhưng cơ thể tôi lại lạnh ngắt. Mẹ ơi, con lạnh quá. Tới bệnh viện huyện, cổng viện cũ mềm, như lâu không được sơn sửa. Thường ở quê, mọi người hễ có bệnh là đi phòng khám tư nhân hoặc lên tận tuyến tỉnh. Vì vậy, bệnh viện huyện thường ít người lui tới, kinh phí xây dựng không có, nên nó càng xuống cấp trầm trọng. Tôi cố gượng, tự mình đi vào bệnh viện. Mùi nước khử trùng xộc lên mũi, nó khiến tôi dần liệm đi, không còn biết gì nữa. Tiếng mẹ và bố gọi bên cạnh mà tôi không sao mở mắt ra được. Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Nằm trên chiếc giường sắt ọp ẹp, màu sơn xám đã bị rỉ sét, tôi cựa mình, tiếng giáp nối của các thanh sắt vang lên cọt kẹt. Bất chợt nhìn ra cửa sổ, bóng hình một người phụ nữ tóc dài đến ngang hông, quay lưng về phía tôi. Cô ấy nghe thấy tiếng giường của tôi kêu lên, liền quay lại. Một gương mặt vô cùng đẹp và thanh tú, nước da trắng nõn nà, đặc biệt là đôi mắt trong veo. Nhưng cảm tương nó một chút gì đó vô cùng quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu đó. Dung, đi theo ta. Một chất giọng ấm áp, mềm mại phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy. Chị quen em ạ, à, chị là ai? Người phụ nữ đó chỉ khẽ mỉm cười, tiến lại gần, cầm tay tôi kéo ra ngoài. Đôi tay cô ấy lạnh ngắt, không hề có sức sống. Nhưng không hiểu sao, có một thế lực nào đó khiến cho tôi đi theo chị. Không gian xung quanh phát ra một mùi nồng nồng như có chuột chết lâu ngày ở đó. Ngoài trời vẫn còn tối đen, có một vài người nhà bệnh nhân đang còn ngủ say trên ghế ngoài hành lang. Cứ như vậy, chị kéo tôi về phía cuối dãy hành lang, càng đi càng tối hơn. Tôi không thể chủ động được bản thân nữa, cơ thể hệt như bị bóng đè, muốn cựa quậy, phá tan cái không khí u ám, vùng khỏi bàn tay lạnh ngắt của chị, nhưng không sao thoát khỏi được. Dung, Dung ơi! Một tiếng gọi thất thanh quen thuộc từ phía sau vọng tới. Tôi bừng tỉnh, quay đầu lại, đó chính là Quang. Quang à, Dung đi đâu vậy? Tôi ngẩn ngơ ngồi một hồi quay lại, không thấy người phụ nữ đã dắt tôi đi đâu nữa, nhưng cái cảm giác lạnh buốt từ đôi tay cô ấy không hề giảm nhiệt. Bạn đang sốt à? Đừng nên đi ra ngoài ban đêm, sẽ cảm đấy. Quang tiến tới gần hơn, đỡ tôi về phòng. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngoảnh lại phía sau để tìm cái bóng dáng hồi nãy. Vậy là mình bị mộng du, hay là đã gặp ma ở bệnh viện? Bản thân cứ thắc mắc, nhưng thấy Quang, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sao Quang biết tớ ở viện mà tới? Nghe chú nói tớ mới biết. Giờ Dung cảm thấy thế nào rồi? Tớ vẫn hơi mệt, cảm giác miệng khô tới bỏng cả lên. Vậy để tớ đi lấy nước cho bạn uống. Quang dìu tôi về giường, đỡ tôi ngồi dựa lưng vào cái gối ở đầu giường. Tiếng giường sắt cọt kẹt vang lên, nó khiến tôi rùng mình, dựng cả lông tơ. Quang mở tủ bằng tôn màu trắng ở bên cạnh đầu giường, lấy ra một chai nước đưa cho tôi. Dung uống đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Gương mặt lo lắng cùng sự ân cần của Quang khiến cho đầu óc tôi rần rần như lần đầu rung động. Sao nhìn mình ghê vậy? Quang tủm tỉm nhìn tôi trêu chọc. Tớ hơi buồn ngủ. Quang lại đỡ tôi nằm xuống, đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại nhìn Quang. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh bên cạnh. Tôi không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào. Chỉ đến khi tiếng động loảng xoảng của dụng cụ y tế, tôi mới tỉnh lại. Cơ thể đã có sức sống hơn, mở mắt ra chỉ thấy cô y tá mặc áo trắng toát đang đứng cạnh gọi lớn tên tôi. Bệnh nhân Dung đâu nhỉ? Trong phòng bệnh có 4 người, cạnh giường tôi có một cô gái khá trẻ, cô ấy cười nói suốt, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Chị ấy là Dung đó chị ạ. Cô gái chỉ tay về phía tôi và nói với y tá. Cô y tá nhìn tôi, vẻ mặt không hề có một chút lay động cảm xúc. Tay đang cầm một cái bơm tim búng búng vài nhát. Cô đưa tay ra phía trước. Tôi từ nhỏ đã sợ tim,
nên nhìn thấy ống tiêm sắp cắm vào tay, liền quay mặt đi. Sau khi tiêm xong thì bố cũng từ ngoài bước vào. Tôi sốt sắng hỏi tình hình của mẹ. Bố ơi, mẹ thế nào rồi? Mẹ con đã băng bó về nhà rồi. Hồi tối bà ấy cứ muốn ở lại, bố không cho, bắt về nghỉ ngơi. Con thấy thế nào rồi? Con đỡ hơn rồi. À mà tối qua Quang tới thăm con. Bố nói cho bạn ấy biết à? Sau khi nghe tôi nói, bố chợt khựng lại một hồi, rồi tiến lại gần tôi nói: chắc nó biết con ốm ở viện nên tới thăm. Con khỏe hơn là tốt rồi. Mà giờ con cũng đừng có nói chuyện với thằng Quang nữa. Sao vậy bố? Bọn con dù gì cũng là bạn học từ nhỏ mà. Bố bảo không là không mà lại. Sự gay gắt của bố đối với Quang, không lẽ nhà tôi với Quang đã gây chuyện gì hiểu lầm sao? Hay khuất mắt? Thảo nào mà không bao giờ thấy Quang sang nhà tôi chơi, chỉ dám thậm thục rủ rê tôi ra ngoài, không dám xuất hiện trước mặt bố mẹ. Ngay chiều hôm đó, bố cho tôi xuất viện. Bác sĩ bảo tôi chỉ bị cảm nên cho về nhà theo dõi sức khỏe tại nhà là được. Vừa về tới nhà, nhìn thấy mẹ nằm trong giường, cơ thể yếu hơn hẳn, cũng hốc hác hơn nhiều chỉ sau một đêm. Tôi ngồi bên mẹ, nước mắt ngắn, nước mắt dài, sờ lên cánh tay đang bó bột của mẹ. Thấy mẹ bị vậy, tôi không đành lòng đi làm, liền xin bố được ở lại. Bố mẹ lại nằng nặc bắt tôi phải đi. Thôi, bố để con nghỉ ngơi ở nhà thêm một tuần cho sức khỏe ổn định rồi con đi có được không ạ? À? Đôi lông mày bố nhíu lại, gương mặt trở lên khắc khổ nhìn tôi, cuối cùng cũng đồng ý. Không được, anh phải để nó đi. Mẹ gắt gỏng với bố. Tôi biết mẹ đang nghĩ tới chuyện những người đã chết phía sau nhà thờ họ Đặng, nên không yên tâm cho tôi ở nhà. Cả căn nhà ấm áp mới đầu tuần tôi về, giờ đây bao trùm một sự ảm đạm đến lạ thường. Bao nhiêu chuyện cứ xảy ra liên tục, sự bí bức gò bó không sao thoát ra nổi. Hôm nay vừa ăn cơm xong, trời đã sẫm tối vì giông bão nổi lên. Thời tiết vô cùng mát mẻ, liền dạo bước ra ngoài trời, hưởng một chút không khí mát mẻ. Bầu trời đầy mây đen kéo đến, gió mạnh tạt vào những tán cây kêu xào xạc, nền bê tông ở đường cũng vì thế mà đầy lá rụng, gió cuốn bụi bay đầy trời. Sắp mưa giông rồi, Dung không về sao lại ra đây làm gì vậy? Quang từ trong ngõ bước ra, gương mặt vui vẻ, tươi tỉnh hơn hôm qua gặp ở viện. Có người không dám gặp cả bố mẹ tớ à? Quang mỉm cười, tại mình. Quang lấp lửng bỏ dở câu nói, chỉ cúi đầu di di chiếc dép tổ ong trắng xuống nền xi măng ngại ngùng. Thôi không cần nói, tớ biết cả rồi. Quang trố mắt nhìn tôi. Dung biết cả rồi ư? Vậy Dung không lo sợ khi gặp mình sao?